Hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật điêu khắc gỗ, anh Phạm Văn Tự ở xã Tràng An, huyện Bình Lục, Hà Nam gọi đó là cái duyên với gỗ, với bộ đục, bộ chạm và những đường nét dân gian. Từ khúc gỗ vô chi, dưới bàn tay và óc sáng tạo của anh, mỗi tác phẩm được tạo ra từ sự kỳ công, trở thành tác phẩm nghệ thuật lạ mắt, độc đáo. Đó không còn là điểm xuyết, trang trí cho cây gỗ một cách đơn thuần, mà chính là nét đẹp văn hóa truyền thống. Học nghề mất khoảng 2 năm, sau đó thì đi làm bươn trải bên ngoài là cũng khắp nơi. Thì mỗi nơi có thể mình đúc kết ra được một cái đường nét, cái nghề đấy, cái đường nét này để mình hoàn thiện được bản thân mình. Từ vạn vật, muôn thú, phong cảnh đến các chủ đề văn hóa đều trở thành nguồn cảm hứng sáng tác. Thế nhưng, ít ai biết rằng để tạo ra một bức tranh đòi hỏi sự kỳ công từ 10 đến 15 ngày, có khi phải mất vài tháng. Những sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ mang đến tinh thần Á Đông, tạo nét đẹp độc đáo từ nội dung tranh. Bức tranh này mà làm truyền thống như các cụ ngày xưa ấy, thì rất là lâu, nó phải mất tầm độ khoảng 4 tháng đến 4 tháng rưỡi. Bây giờ thì máy móc tương đối đầy đủ, có máy móc nó hỗ trợ thì nó đỡ được khoảng tầm hơn 1/3 cái thời gian mình làm cái bức tranh này. Chất lượng thì nó vẫn như vậy, tại vì cái này thì mình cũng không phải, cái máy CNC thì nó khác hoàn toàn, còn cái máy này thì cũng vẫn theo cái bàn tay mình sử dụng, nó cũng như là đục. Ở gỗ có đường nét trầm tĩnh nhưng rắn giỏi, từ gỗ cho con người tính kiên trì, tỉ mỉ và nhẫn nại, biết vượt qua khó khăn và thử thách. Nghệ thuật gỗ cũng thăng hoa cùng trí tưởng tượng và sức sáng tạo của người thợ. Những thế hệ gắn bó với gỗ và nghệ thuật trên gỗ ở đất Hà Nam đang tạo cho gỗ một phong cách riêng. Họ đã và đang góp phần đưa nghệ thuật tranh gỗ Hà Nam vươn xa hơn tới thị hiếu khách hàng trong và ngoài nước.